Nha. Trước khi vào với video, anh em nhớ bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình hướng dẫn cho các bạn tham gia chương trình iGroup của Top Cần John Network nha. Các bạn đi tham gia dự án, các bạn lấy phần link mô tả của mình và chat chatbot, anh em lấy phần link mô tả bấm nút ta nè. Rồi, chương trình iGroup này nó sẽ phân có 50.000 TRX Boy Telegram Group. Nó sẽ Ruby Dow Fish 500. Khi tham gia chương trình iGroup mà mọi người nhận được 500 tốc cần John TRX như tất cả các bạn, và có cơ hội làm cho 100 user nhận 25.000 TRX, cái khoảng giá trị hiện tại khoảng là tương đương là khoảng $400 ạ. Tại vì giá làm John nó. Rồi để tham gia dự án các bạn link phần mô tả mình. Rồi bạn chat chatbot nha, các bạn bấm nút ta. Nhiệm vụ thì rất là đơn giản, các bạn join kênh Telegram group nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Hiện tại có 89.700 người tham gia. Rồi. Rồi các bạn bấm. Rồi theo world thì các bạn follow theo world nha các bạn. Telegram. Rồi. Follow theo world nữa nè. Follow và tự quyết nó nghe các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút nha các bạn. Anh em cho mình xin một like và một subscribe để cập nhật những clip tiếp theo thôi nhé. Thì dạo gần đây mình ít làm video gì là mình tìm những nguồn iGroup chất lượng như tất cả các bạn. Sell lên iGroup nhiều mà cũng lúc thì những con không về thì đều làm quá mất thời gian của anh em à. Rồi các bạn bấm vào lắp, các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Còn follow các bạn tự quyết cho nó một cái comment đi, tự quyết nó là ăn cái nha các bạn, bạn like cho nó ăn cái nè. Thời sáng bạn sáng sớm rồi các bạn retweet lên nè, rồi các bạn trở về con bot nha các bạn. You click button modify follow enter. Rồi các bạn ghi lại một cái follow to and you thấy gọi các bạn ghi lại cái username của server mình nha các bạn. A cộng win vnnh9. Rồi các bạn gửi cho nó nha các bạn. You it wallet, các bạn dùng bên dưới wallet. Rồi bạn nào chưa có cập nhật ví thì cập nhật ví vào các bạn. Hôm nay chương trình iGroup này nó sẽ phân phát trong vòng một tuần, mà mình không biết chương trình iGroup nó kết thúc vào ngày mấy nha các bạn, nó không có để thông tin. Rồi các bạn thấy địa chỉ ví cho nè. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn bắt dần các bạn. Rồi các bạn gửi cho nó nha các bạn. Go you to the click button. My account you invite. Rồi các bạn bấm vào mục invite này nè các bạn. Các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Bấm vào invite này nè. Friend and file này sẽ có một cái link ghép cho các bạn. Đà, đây là link ghép của mình, các bạn lấy link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn. Sau khi chương trình iGroup nó kết thúc, nó tự động phân phối nha các bạn. Đứng sáng mai cái máy.